Hôm nay thì em lại về thêm được cho mình một chiếc xe đến từ nhà Mazda, mang thương hiệu Mazda, một chiếc Mazda Fremacy. Nhưng điều đặc biệt nó là xe 7 chỗ ngồi, số tự động và giá bán chỉ có 172 triệu. Với cái lớp sơn màu xanh, phải nói là xanh của cụ Hồ đi, màu xanh của ba lô cụ Hồ nhà mình này. Nhìn màu xanh rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn. Mazda Fremacy 7 chỗ ngồi, số tự động, đời 2002. Em Hương bán là 172 triệu. 172 triệu thì đáp ứng được những gì cho khách hàng nhà mình. Các bác nhìn luôn cho em là phần ngoại thất này, với lớp sơn màu xanh cứng đẹp này. Mặt lồi trên ga lăng thì có những đường dập lồi này. Đèn halogen siêu sáng và có đèn gầm nhá. Và đang bây giờ đang là biển 19 này. Thì không biết sau video này thì em nó sẽ làm dâu về tỉnh nào tiếp theo đây ạ. Lớp sơn rất là cứng cáp và đẹp luôn. Xe thì có trang bị xi nhan trên hông này. Hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng, hai bánh sau thì là phanh tang chống này. Logo Mazda đấy ạ. Gầm bệ rất là cao và thoáng luôn. Cái chiếc xe 7 chỗ ngồi này thì nó không có nhiều gì option gì đặc biệt cả. Mà chỉ quan trọng là với một chiếc xe mà chỉ có 172 triệu mà cõng được 7 người trên lưng, cõng được rất là nhiều. Với trang bị động cơ chỉ có 1.8 này. 172 triệu thì em nghĩ là với số tiền này các bác mua xe này, dù có đi chơi, đưa đón cháu chắt con cái đi học hay cũng như là đi dịch vụ rất là ok nhá. Có trang bị một cái màn hình cỡ vừa thôi. Cái màn hình này lọt lòng bằng cái iPhone của em luôn. Ở bên ngoài thì nhìn to hơn nhưng mà sẽ bằng cái lòng iPhone đi. 19 inch à. Điều hòa thì mát lạnh luôn, từ những cái nhựa cứng của cái lúm điều hòa hoạt động còn hoàn toàn bình thường. Tablo đẹp cho em. Cụm đồng hồ thiết kế nhìn số rất là to cũng như là sắc nét này. Ở giữa vô lăng, vô lăng được thiết kế 4 chấu này. Có một cái túi khí an toàn giữa vô lăng, Mazda thương hiệu đây ạ. Trần lỉ zin theo xe cho em rất là đẹp luôn. Những cái đèn như này tiểu tiết thôi, tất cả những cái đèn này hoạt động hoàn toàn bình thường cho em nhé, không một chiếc nào bị cháy cả, vẫn còn hoạt động rất là ngon. Trần lỉ zin cho em. Phía sau cũng vậy luôn, một cái đèn còn hoạt động hoàn toàn bình thường này. Mặt táp lô thì đẹp căng. Có một cái cốp để đồ. Vẫn còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng. Dù năm nay em nó 20 tuổi rồi, nhưng mà sách hướng dẫn sử dụng đi theo 5 tháng vẫn còn nguyên cho em nhé. Đến dầu gội đầu còn có phải có hướng dẫn sử dụng, huống chi là xe ô tô đúng không ạ? Tặng riêng cho các bác này. Hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng này. Sấy sưởi kính có luôn, điều hòa nóng lạnh hai vùng cũng rất là đặc biệt rồi, không thể kém cạnh gì những dòng siêu xe. Nhưng mà điều đơn quên điều đặc biệt là em này sẽ dùng bằng cơm nhá. Các bác phải quay tay như thế này, vặn như vặn nút quạt trần điều hòa cho em. Vặn như vặn nút quạt trần luôn. Số tự động đây ạ. Thẳng tắp một lượt như thế này, cần số tự động này. Phanh tay này, ghế da thì nói chung là 172 triệu. Với mức tiền các bác bỏ ra thì rất là ưng ý luôn. Quay thường cái tiểu tiết như ốc này rất là tốt nhé. Mặt táp ly của xe thì bốn cánh đều trang bị cho em là bằng táp ly, là bằng da mềm. Xong là dập lỗ thông hơn như thế này. Các bác nhìn này, đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi nhé. Dù là bao nhiêu tuổi, năm nay 20 tuổi này, vẫn giữ cho mình một cái phong thái này, sắc nét không hề kém cạnh gì. Đợt chất chơi luôn. Mazda Fremacy đời 2002. Em Hương sẽ quay kỹ cho mình. Với những dòng như thế này thì cái phần option của nó cũng không có gì nổi trội đâu. Gọi là tránh mưa, tránh nắng này, chở hàng, chở đồ rất là ok. Mấy bữa trước thì em cũng bán cho cái bác đấy là chuyên về chở quần áo, giao xỉ quần áo với giày dép. Thì các bác nên mua chiếc này về thích lắm luôn. Mua được chiếc xe mà hai vợ chồng cùng mừng. Hơn 100 triệu tí tẹo thôi mà về chở bao nhiêu đồ. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ cho em nhé. Ghế da, các bác nhìn ghế da này. Ghế da thông hơi như thế này. 7 chỗ ngồi, số tự động đi cực nhàn luôn. Về hàng ghế thứ ba cũng vậy luôn cho em nhé. Rất là rộng rãi luôn. Các bác nhìn này, thiết kế của Mazda này rất là tinh xảo luôn. Để nước này, có một cái bàn phía sau để nước cho mình này. Để bánh, để đồ, để điện thoại, để ở đây. Để đồ rất là tiện luôn. Hai bánh trước là phanh ABS em cũng quay rồi, còn hai bánh sau là phanh tang chống em cũng quay luôn cho mình. Mazda Fremacy, gương kính này liền đời theo xe cho em. Một cái màu xanh cứng cáp, một cái màu xanh phải nói là màu xanh cụ Hồ nhà mình rồi. Fremacy đây ạ. Có cho em là cam hành trình. Trước này thì có cam lùi này. Cam hành trình với em chưa để ý có biết có không nhỉ. Thì em sẽ quay về khu vực đằng trước này. Nhưng trước mắt là có màn hình và cam lùi rồi. Quay cho các bác lắp cabo, lắp đít cốp xe này. Nốt đinh tán này. 7 chỗ ngồi, cực kỳ chất lượng cho em.
khoang cốp 7 chỗ thì nó không được khả quan cho lắm. Nếu như các bác muốn chở hàng thì các bác phải gập cái hàng ghế thứ ba lại. Nhưng mà thiết kế một cái cụm đèn hậu phía sau giống như cái cột đèn giao thông ba lớp luôn. Một cái hình tam giác như cái oản rất là cao luôn ạ. Các bác nhìn rõ cho em này. 172 triệu rất là xứng đáng luôn. Chở người, chở đồ ok nhá. Quay cho mình cả gầm bẹ nữa này. Rất là chi tiết luôn. Em cũng đứng góc như cho khách hàng nhà mình xem nhé. Không có quá nhiều cầu kỳ về option. Đơn giản là 7 chỗ ngồi, cõng được nhiều đồ, cõng được nhiều người. Giá thì có 172 triệu thôi. Ghế da điều hòa mát lạnh. Số máy đi cực êm cho em. Táp ly cửa đều là bằng da mềm cho em nhé. Móc khóa này, móc trẻ nhỏ thông minh khi lưu thông trên đường. Các bác chốt móc này vào thì trẻ bé, em bé nhà mình không thể mở cửa được ra nữa, nên là hoàn toàn yên tâm cho bố mẹ khi lái xe. Có cả vỉ chắn mưa đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì luôn. Xi nhan trên hông, quay từng con ốc nhỏ nhất này. Ghế da cao cấp luôn nhá, trần nguyên zin, túi khí an toàn có rồi, màn hình giải trí có luôn, táp ly cửa đẹp căng luôn. Quá là xứng đáng ạ, 172 triệu quá là xứng đáng này. Giật lắp cabo, chiếc này nó sẽ giống khác với đời khác nhé. Trời khác sẽ có một cái nút ở đây bật lên, đây sẽ kéo như thế này. Đó, các bác sẽ kéo như thế cho em, rồi nó sẽ bật lên. Vậy là với chiếc xe Mazda Fremacy đời 2002 này thì có cho em là màn hình và cam lùi đầy đủ rồi. Và đây là bên trong của khoang động cơ của chiếc Mazda Fremacy đời 2002. 7 chỗ ngồi, số tự động, trang bị động cơ là 1.8 nhé. Em sẽ quay kỹ cho mình này. Thương hiệu thì nó vẫn là thương hiệu thôi, luôn luôn là sản sinh ra những dòng xe quá là chất lượng luôn. Năm 2022, năm 2002 là 20 tuổi mà giữ cho mình được một cái phong độ nhất định luôn. Ngay từ cái thảm cũng như cái lỉ này, dù thời gian có bào mòn, có hơi xấu, hơi cũ nhưng vẫn còn giữ được nguyên chắc chắn như thế này. Vừa giảm tiếng ồn, vừa cách nhiệt cho em. Quay thật là sát, thật là kỹ này. Tai đèn này không đâm xô, không ngập nước rồi. Chỉ là đời hơi sâu, các bác nghe đời hơi sâu khả năng là sẽ không thích. Nhưng mà em vẫn quyết định nhập về thì các bác phải hình dung là số máy nó cực chất như thế nào. Điều hòa, hệ thống bên trong máy rất là ngon lành luôn. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết về chiếc Mazda Fremacy đời 2002. Giá chào bán là 172 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về chiếc Mazda 7 chỗ ngồi này, nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và cũng đừng quên rằng vào 11:30 các ngày trong tuần và khung giờ vàng đấy thì em sẽ có buổi báo giá fan trên fanpage trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Báo giá và cắt lỗ rất là nhiều những dòng xe, nên là bác nào mà quan tâm thì cứ 11:30 vào kênh fanpage của em sẽ có buổi báo giá trực tiếp nhé. Và đừng quên ấn nút theo dõi cũng như đăng ký kênh để khi em Hương update video lên, các bác sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Yêu thích dòng xe nào, phân khúc tầm tiền nào hợp kinh tế nhà mình thì nhấc máy và alo cho em ngay ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.